Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi, nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông canh cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, chú. Mà để nè, để sát con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên không đi được. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nam được, hẹn bữa kia, dạ, kia được, hẹn bữa kia, kia được bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? À, em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. À, quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. À, làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ cứ dạ, ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi, đọc luôn đi. Có con. Có gì sẵn mình đọc luôn đi, cứ ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này con nhờ chú Quyền Linh đọc cho con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không ông mai mối ơi? Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Cô giáo à. Ồ, để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. À. Thôi nói chung là hot, hot boy, hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi bạn có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên. Giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào. Giờ chào đi con. Dạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Ấy. Như là rất là cái hay này, quên luôn. Ừ. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Ừ. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc. Nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do
khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúc mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông Can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, chú. Mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng bây giờ hôm nay nè, con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi, bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ, rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Hồng Vân. Dạ, chào khán giả ở trường quay. Dạ, Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai vậy. Theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội, dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác ha. Mai. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên đàn gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng. Cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi, rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Rồi, mẹ ơi, nói câu đi. Mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Ninh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng yêu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhỉ. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% à, dạ. Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu, yeah. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Yeah. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ
mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nam được, hẹn bữa kia, dạ, kia cũng được, hẹn bữa kia, kia cũng được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Anh thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím nữa chứ con không xài cái gì màu tím. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ, thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài chết rồi. Những ngày cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài ăn sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Đó. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nhé. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Wow, bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn, xin phép hôn nụ hôm đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. À, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Em xin chào mọi người và chào bạn trai ạ. Chào em. À, em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. À, em sinh năm 1987, nhà em ở Vũng Tàu. À, nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi sách ạ. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào đặc em. Biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc, năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm mỹ nghệ sắt và làm vườn. Sắt làm vườn luôn? Dạ, làm vườn để bán hay là? Dạ, làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. À, làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, về điểm mạnh của em, ưu điểm của em đó là em rất là thương gia đình, em biết nấu ăn. À, em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. À, nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã dạ, có nhiều đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá dữ. Còn quá sao dữ. Tài khoản của em có nhiều? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản, không biết. Tại vì làm vườn không à. Tài sản nằm trong vườn ha. Dạ, tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em thì phải công việc có một trách nhiệm. Trong gia đình thì em là không muốn là
sự bất hiếu, thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mình tự lập với lại cầu tiến là nhìn mạnh nhất, và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Thí dụ vài điểm khuyết điểm của em nè. Thì khuyết điểm thì hay mau quên. Nói chung là viên việc thì làm bên mỹ nghệ sắc thì những lúc hàng đem ra rồi, những lúc quên những bó hàng hoặc là quên những cái kèm mà bước gì đó, thì về những lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại rồi, hay quên. hay quên thôi. Thì cũng như là nhắc những bọn nữ là kiểu như ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút. Đôi khi cũng hiểm yếu thì hơi trầm tính, đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua lượt là hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á, là từ năm lớp 12. Lúc đó cũng còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn. Thì là nghĩ chưa? Chị dạ. Được mấy năm? Dạ, mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau, rồi mối tình thứ gì? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở cũng ở xa. Nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn. Cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa. Cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? Dạ em là người chủ động nghỉ. Rồi quen được mấy năm? Dạ cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. Hai mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, thì bị thích bạn nữ đi ngang thì hay nhìn một chút thì vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì có được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó nhịp sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Ừ, rồi em phải tự lập, thì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ bên em gái bạn, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập, như bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì? Cái đam mê của em là cái gì? Dạ sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi, đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích bạn trai cao, ốm, không có mập. Cao ốm không thích mập? Dạ em muốn thích bạn trai mập. Được á. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ phủ phu. Thì em không thích bạn trai phủ phu ạ. Đúng rồi. Không có đâu bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Vậy cũng được ha. Dạ đúng rồi ạ. Nó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ rồi. Mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn á, sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao? Đây là rất là, nên là bạn cảm giác như bạn không muốn bị vuột đi cái cơ hội này, đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một tin vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn mỗi người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng. Tại vì nếu trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mỗi người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em vẫn thích người phụ nữ tóc dài, thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài. Và hơi tròn dễ tròn. Dễ thôi, để tóc nó dài thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ cháu ruột. Rồi hỏi ý kiến cháu coi làm sao. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương và con nghĩ cậu nên bấm nút liền liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong văn phòng. Dạ, em là em trai của chị Trang. Thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là không được hết nhưng mà cũng được 2/3.
Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp. Tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi. Thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh ấy thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa. Thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chi nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con sẽ cảm ơn quá rồi, chúng ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. À, chào. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn. Thì nó thật chắc hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì đây món quà thì chắc có lẽ nó hơi đậm bạc, nhưng mà đó là một sự chân thành. Cảm ơn bạn. Thôi anh em rồi đi chứ nhìn em già lắm. Bạn dạ. Bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em rồi đi. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay con gửi cho Linh và chị Văn một quà. Cảm ơn em. Có một chút. Rồi chị cảm ơn rồi, em nhưng mà tiêu ha. Em mở ra đi coi là bạn gái tặng cái gì rồi đây nữa. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu. Một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè. Tặng khăn là đúng vậy rồi đó. Đó để vậy được rồi. Đó để vậy đó. Cái này đi hái tiêu rất là ok ạ. À. Mình chùm xuống dưới đây nè, nó đỡ nắng. Thật ra là không đúng rồi đó. Đâu bây giờ bạn em ra em cột cho bạn theo cái ý của em vậy. Đi. Ý bạn nó vậy nè, đó. À, đúng rồi ạ. Chắc là miền Tây. Vậy cho nó đỡ nắng nè đó. À, đúng rồi, có thể làm như vậy. Đó vậy đó. Trời nhìn nhiều. Này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa, mình chùm như vậy nữa đi hái tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy đỡ quá rồi, đeo luôn. Rồi. Thôi nhưng mà bây giờ thì là mình hoàng vậy nè. Đeo gì đó. Đúng không? À, đúng rồi vậy đó. Rồi đó ai nói chuyện đi. Vậy là ở cái bữa mà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? À, nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. À. Nhà em trồng rất là nhiều tiêu ạ. À. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á, nếu anh rảnh thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Rồi. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. Thì nông dân chính gốc luôn, tại vì bản chất là người nông. Thiên thang đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắc thì khiên thang 5-6 mét bình thường. À. Tự nhiên á. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong tình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ, em đối với em thì thứ nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Rồi cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng nó đến hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn đó thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm. Thì một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa. Thì mình sẽ đến với tiếng một hôn nhân, nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì 2020 rất là đẹp ạ. Dạ, cứ vợ phải cứ liền tay. Và để thi lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt cùng với gia đình nữa. Dạ. Rồi, bây giờ em tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình thấy cảm nhận này, về nhau. Thấy bạn Nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ, em thích hát cùng Bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ. Nhưng mà thấy lần đầu tiên mà cũng hơi run. Nhưng mà thể một câu hai câu. Tại vì hôm nay mấy bữa nay thì nước đá nó hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lớn xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá em gái, đứng đó cho em gái hát đối em lại gái. Đi lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, say you do. Rồi, bao nhiêu. Bây giờ ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp,
và thấy bạn nữ bên kia cũng dễ thương và cảm thấy rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có thể là cho em một niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm họ tìm hiểu thêm một thời gian, hay là một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi, còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn, chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Chúc mừng. Trời đẹp ơi. Rất đẹp. Rất là đồng điệu. Rất nghe đồng điệu luôn. Trời ơi. Nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. Xin phép em trai và là anh chị là chú trường quay cho Phúc xin hôn một rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào em. Xin chào bạn nữ bên kia, tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học. Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thiên về tiếng Nhật. Tới, dạ. Tới Nhật đi phiên dịch chẳng hạn, ví dạ, dụ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Giờ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai lại ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em Nguyễn Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Mời đàn gái. Còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi giống như là, ví dụ như bây giờ mình đang bình thường như nè, chiều mình trúng số là mình thích nghi được hết. Thích nghi được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai đó, là lâu lâu có lúc siêng, có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng. Tại vì em làm đêm quá nhiều quá cho nên là em phải ngủ lại bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai đó mệt lắm. Anh trai, đường tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình đó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Ế tới giờ là dạ, sao? Dạ tại vì em khó tính á. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào? Dạ cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào anh. Dễ thương quá. Dạ về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ khùng khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai rồi thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Rồi. Dạ. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à? Bạn bên đó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em có hút thuốc. Nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng không trai?
Dạ có một chút thôi. À, em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm. Tại vì em ở dưới quê nên là cũng có một số người nói. Ủa em giờ dưới quê ta cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi đúng rồi. À rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó. Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó, bởi vì những người ta ra điều kiện đó, đôi khi nó dễ. Còn cái người mà thôi, miễn nhìn được là được, nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy? Em đi với em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Huyền Linh và MC Hồng Vân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thằng trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Chào em. Thì tới đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn. Ngồi. Em mở quà đi. À dạ. Cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng quanh với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều nhớ đến anh. Rồi, chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng không thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute. Rồi, có nhiều lời khen, anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương. Lúc này thì em có bảo là em không có thích con trai hút thuốc. Yeah. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đốt đòi anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên. Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào? Thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Nhìn này, anh em có thể giống như là mẫu hình tưởng lý tưởng của em không? Về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em. Về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc này anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? Thực ra anh là quê gốc của anh ở tỉnh, nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? Thì trước khi gặp em á, thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan niệm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan niệm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cả kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á, là đa phần phải đến từ người con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gây gắt luôn thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước?
Nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gay gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em. Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra, ồ mình sai mất rồi. Thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi, văn hóa văn nghệ đi, người 25, người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe một bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo làm đi. Hai người cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn. Đó, cả trường quay làm với mọi em người đi. Hỗ trợ rồi em đó nhé. Chị ngồi đây chị làm luôn nè. Siêu wa senarate o tatako. Siêu wa senarate o tatako. Siêu wa senaratai do desimeso yo. Hora minna de te o tatako. Siêu wa senara asinaraso. Siêu wa senara asinaraso. Siêu wa senaratai do desimeso yo. Hora minna de asinaraso. Dạ rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ siêu xe có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tay cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, cơ rồi. Quan cơ thể dạ. Nó đều hạnh phúc cả dạ. Rồi hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3 2 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Dạ, không sao.